Trước khi khoa học vũ trụ được phát triển, có thời kỳ người ta coi Kinh Thánh là thần thoại. Tuy nhiên hiện nay, khoa học làm chứng rằng Kinh Thánh là sự thật. 3.500 năm trước, quan niệm về vũ trụ vào thời đại Đồng Đỏ khác xa với sự thật. Loài người cổ đại không dám tưởng tượng rằng trái đất này lơ lửng trên không gian vũ trụ. Song, trong sách Job được chép cách đây 3.500 năm trước, tức là thời đại Đồng Đỏ, trí thức thiên văn học hiện đại đã được ghi chép rồi. Chúa treo trái đất trong khoảng không không. Kinh Thánh miêu tả trái đất giống như đang chụp hình nó từ vệ tinh nhân tạo. Sách Job là sách được làm sáng tỏ rằng là ghi chép cách đây 3.500 năm trước, tức là thời đại Đồng Đỏ. Đáng ngạc nhiên thay, trí thức thiên văn học hiện đại đã được chép trong sách Job là sách được chép vào thời đại Đồng Đỏ. Đối với người hiện đại thì sự thật trái đất lơ lửng trong không gian là thường thức khoa học hiển nhiên. Song, đối với người cổ đại vào thời đại Đồng Đỏ, thì sự này cũng là thường thức hay sao? Cho đến trước khi Isaac Newton phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn vào năm 1687 và làm chứng rằng trái đất lơ lửng trong không gian, thì người ta coi lời Kinh Thánh treo trái đất trong khoảng không không là vô lý. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển khoa học, nội dung Kinh Thánh được chứng minh là sự thật. Cách đây 3.000 năm trước, Kinh Thánh đã nói về sự xoay vòng của mặt trời rồi. Mặt trời khác nào người Tân Lang ra khỏi phòng hơi chút. Vui mừng chạy đua như người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ 20, loài người mới chứng minh được rằng mặt trời xoay xung quanh trung tâm dải ngân hà. Ông Bertrand Limblet đã chứng minh sự thật rằng mặt trời xoay quanh ngân hà với tốc độ 250 km/giây. Bởi sự phát triển của khoa học, Kinh Thánh đã được làm chứng là sự thật. Từ 3.500 năm trước, Kinh Thánh đã miêu tả rất chính xác về lòng trái đất. Đất sanh ra lương thực, còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn. Có hồ lửa đang xao lộn dưới lòng trái đất, mà trên đó chúng ta đang đứng, ấy là trí thức căn bản trong môn địa cầu học. Tuy nhiên, cho đến thế kỷ 19, người ta coi lời Đức Chúa Trời rằng ở bên dưới đất dường như bị lửa xao lộn là một lời vô lý không sự thật. Bởi vì phải đến thế kỷ 20, loài người mới phát hiện rõ về cấu tạo lòng trái đất. Như thế, khoa học hiện đại làm chứng rõ rằng Kinh Thánh là sự thật. Hơn nữa, vào 3.500 năm trước, dĩ nhiên không người cổ đại nào có trí thức về vòng tuần hoàn của nước. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh được chép vào 3.500 năm trước, đã có ghi chép về vòng tuần hoàn của nước. Vì Ngài thu hấp các giọt nước, rồi từ sa mù, giọt nước ấy bèn hóa ra mưa. Đám mây đổ mưa ấy ra, nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người. Nước tuần hoàn theo 3 giai đoạn, bốc hơi, ngưng tụ và giáng thủy.
Mỗi ngày hàng triệu lượng nước bốc hơi lên từ trên mặt nước biển hay sông bởi nhiệt năng mặt trời. Hơi nước này ngưng tụ thành đám mây. Khi những hơi nước trong đám mây va chạm với nhau và trở thành giọt nước thì mưa rơi xuống đất. Phải đến thế kỷ 16-17, Pierre Perrault và Edmond Mariotte mới phát hiện ra vòng tuần hoàn của nước thông qua các cuộc thực nghiệm. Nội dung trong Kinh Thánh là sự thật. Thông qua khoa học, các nhà khoa học vĩ đại trong lịch sử loài người nhận thức được chắc chắn có Đức Chúa Trời và tin rằng Kinh Thánh là sự thật. Chính Đức Chúa Trời, Đấng Chí Thiện, sáng tạo ra vũ trụ một cách trật tự vì chúng ta. Trật tự đẹp đẽ hoàn hảo của mặt trời, hành tinh và thiên thạch được lập duy bởi kế hoạch và quản trị của Đấng quyền năng khôn ngoan. Và chính bởi lẽ ấy, Ngài được xưng là Đức Chúa Trời. Những khám phá của khoa học bày tỏ vũ trụ khớp với tầm mắt tín ngưỡng. Như thế, Kinh Thánh không phi khoa học, mà là sách đi trước cả khoa học hiện đại và chép về thế giới siêu khoa học. Thông qua Kinh Thánh và khoa học, Đấng Tài Năng đã bày tỏ rõ về sự vĩ đại của Ngài rồi. Vấn đề không nằm ở chỗ sự thiếu thốn của Đức Chúa Trời, nhưng nằm ở chỗ sự ngu dại của loài người chúng ta. Quý vị phải tin Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là kinh duy nhất dắt chúng ta đi theo đường cứu rỗi.